Bây giờ em sẽ nhìn cục Rubik trước. Để làm gì? Nhớ hết tất cả các vị trí xung quanh, các màu nó ở đâu thì mình phải nhớ hết. Sau đó mình bịt mắt lại, mình làm một loạt là nó sẽ ra. Thưa quý vị, Nguyễn Thành Tuyên bịt mắt chơi Rubik. Xuất sắc. Bạn quá tuyệt vời ngày hôm nay. Cảm ơn đã đến với chương trình.